Ok, hô lên em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục một con game mới thôi. Game này là thể loại Pixel 2D. Đẹp gửi kỳ khá lâu rồi nên hôm nay sẽ nhờ chơi. Game này tôi cũng muốn chơi từ lâu lắm rồi nhưng mà chưa có thời gian. Nay thì cũng tranh thủ chơi luôn. Con game về chủ đề nấu thuốc, Poison Permit. Rồi. Game này khoảng 1 GB à, nó đồ họa pixel 2D nên cũng tương đối nhẹ. Hầu hết là máy của anh em đều có thể chơi được luôn. Mấy dòng game pixel 2D như thế này bây giờ nó vẫn là có thể xem là nó rất là đẹp luôn. Pixel mà nó thêm chữ ạc cho nó thì nó gần như là yếu tố nghệ thuật luôn rồi. Tải nhanh như ba. Mới nói vài câu. Đây, coi thử cái trailer game. Nó là đồ họa pixel 2D thôi, nhưng anh em nhìn nó thiết kế rất là đẹp. Từ môi trường cho tới cái lá cây nè. Nhìn thiết kế cỏ rồi nè, nó đổ hai ba lớp màu lên rất là hài hòa luôn. Animation thì cũng tương đối ổn áp đó. Mình thì theo cái cốt truyện với mà cái tên game nãy giờ tôi coi á thì đó đó mình sẽ nhập vai vào một cái kỹ sư, cái mà thầy thuốc gì đó, về một cái vùng quê hẻo lánh giải quyết cái vấn đề bệnh tật với là chạm xá trong đây, mình sẽ chế thuốc hoặc làm cái gì đó. Thì game này hồi nãy tôi mới vừa Google xong thì nó cũng có cái bản vượt quá nhanh đó, vượt quá nhanh là nó dùng Google dịch đó, nhưng mà thấy nếu như cần á, thì tôi sẽ cài vô sau. Bây giờ thì mình chơi bản tiếng Anh thử đi. Tôi thì dốt nhưng mà đọc mò mò cũng được, không có thì mình qua Google dịch mình dịch. Rồi chúng ta vô game thử đây. Trong thì có vẻ khá là ổn áp, hồi xưa coi trailer thì cũng mê lắm. Nhìn rất là nghệ thuật nha. Đây, cái con mọc dấu ấn đỏ của cái thầy thuốc. Full màn hình lên thì FPS. VC nộp xuống sao mà nó còn có 60 vậy ta? Mình phải sử dụng cái này. Nút L hả? Nút L với kép là bắt ra. Rung là không, VC full màn hình. On với off, ok. Thành môi trường, SFX. Keyboard. Đúp HD chuột trái chuột phải đi. Rồi. VE K là gần phim rồi, chuột trái rồi, ok luôn. Nhưng mà CPS nó tục dữ vậy ta? Để coi lại cái setting này. Rồi, chúng ta để cửa sổ đi. Để cửa sổ nó mới chạy được 144 mà nó không giật. Rồi. Vô game. Lock 3. Oh. Tạo hình cũng đẹp quá ha. Ngầu đét luôn. Mấy ngón đi. Rồi cái này là màu da. Việt Nam mình thì nó nằm trong cái khoảng màu này. Tóc này cho nó dễ nhìn tí. Màu. Màu cho highlight lên cho nó nổi bật. Màu xanh lá luôn. Thôi, mắt đổi qua màu xanh dương đi. Em. Rồi, ok. Chúng ta đây là tên không thể thay đổi được. Cái gì mới vô game mà có thành tựu ơi. Khoan để tôi coi game này có DLC gì không. Poison Permit.
Vì có một số cái mà DLC nè, nhưng mà hầu hết nó chỉ là mấy cái DLC mà cơ bản trang bị rồi trang trí rồi thôi đấy. Thì tôi cũng mới mở thử cái này, nó chỉ là một cái bức tranh đó. DLC này rất là đơn giản nha, giá thì cũng rất là mềm luôn, còn 1 đến 2 đô thôi. Anh em thích thì có thể ủng hộ qua. Gần đây thì có Santa nè, người tuyết rồi nè, cái bóng đèn giáo online nè, đồng hồ này, Halloween nè, đèn cây thông Noel đó nè, Excalibur gì đây nữa vậy. Thì cái này nó cũng ghi rõ luôn là mình sẽ trang trí trong cái căn phòng đâu rồi nè. Hay tầm này thì có sẵn trong mấy cái gói đó luôn nên mình không cần. Rồi. Ô, xin lỗi. Nờ xin nờ. Đây là bạn. Một bác sĩ đến cái dân làng đó chữa bệnh, đúng rồi. Game này thì mình không có trả lời nha. Nó chỉ hiện cái icon gật đầu đó là kiểu đồng ý á. Đây. Trợ lý HQ yêu cầu mà mình đến đây chào hỏi trên xe lửa nói chuyện thôi. Mình có dẫn theo một con chó nữa nè. Tên của nó là gì? Anh em muốn đặt tên gì? Tên để đi. Rồi. Con chó này như là support của mình nhé. Chúng ta sẽ gặp lại ở cái trạm mà Monbugi đó. Bạn có muốn cái gì không? Rồi. Nói này thì giới thiệu sơ sơ về cốt truyện ban đầu mình đến thôi. Đó. Đến nơi rồi. Chúng ta đi thôi. Mỗi cái bàn của mình có cái lọ thuốc màu đỏ đỏ nữa. Milu, Milu. Đó là đây. Đây với đảo mình là ai đây? Nhìn giống như là hai chị em vậy. Mặc bộ đồ giống hệt luôn. Tông màu tóc cũng giống nhau nữa. Michelle và Moira. Colin và Moira là hai cái nghiên cứu sinh ở trường đại học thôi. Bạn chắc hẳn là cái nhà dược sư. Em này có vẻ là hơi chua ngoa tí nha. Rồi. Đi. Được rồi, nói nhiều quá. Cái hình quả trứng đưa lên gật gật đầu. Đó, em này thì cái kiểu mà không thích mình cho lắm. Bạn có nghĩ là Sina sẽ điều hành cái thị trấn này không? Nhưng cược tôi rất phấn khích thì cái điều sẽ xảy ra. Rồi, đi về phía bệnh viện thôi. Sao mới vô mà phải làm việc ở đó hả? Nhìn thiết kế mà cái lọn tóc này nó cũng cung cung, cái đuôi tóc nó vẫy vẫy, nhìn rất là chuẩn chỉ, có 2D nha. Animation nó làm rất là đẹp luôn á. Chào mừng đến thành phố Monbugi này. Tôi tên là Mayla, là cái chủ của thị trấn. Đây là vợ tôi Marina. Rất vui được gặp bạn. Rồi đây, có một lá thư gì đâu. Con gái của mà vợ chồng này đang cần cái giúp đỡ này. Phiêu đọc cơ lô. Cơ lô đó là cái gì đó. Dốt dốt để tôi tra cái. Lẽ là bị mù màu. Nó giống như một cái lời nguyền thôi. Ok. Đây mình sẽ trở thành cái bác sĩ địa phương này. Rồi đi thôi. Ông là thị trưởng, ông yêu cầu tôi đi thì tôi phải đi rồi. Trước khi đó tôi sẽ thấy tất cả mọi thứ.
Tên thị trấn nè, có mà cả logo riêng luôn nha. Ồ. Chào buổi tối tất cả mọi người. Chúng ta đến đây để chào mừng một vị khách mới của chúng ta. Vui lòng được giới thiệu đến các bạn là NCN. NCN là nhà dược sư được gửi đến từ cái mà cái này dạng như là cái gì mà cái gì đó. Cái hiệp hội mà dược đó. Đây, ông bà này có đứa con gái mà cảm giác như bị nguyền rủa vậy nên gửi liên hệ cái giáo hội đó gửi mình đến đây hỗ trợ. Thì hy vọng là xin được chào đón ở đây. Ghê nè. Nhà dược sư, chưa bao giờ nghe đến cái dược sư ở cái thị trấn này. Rồi, em này nhìn cái đuôi tóc nó lắc nè. Nhìn đã không? Hay đây. Nó không cho mình xem mặt nha. Nói chung là những lời chào mừng thôi. Em này thì có vẻ không nghi ngờ cho lắm. Không ai ở cái mà đô thị có thể tin tưởng được. Bà này nhìn bà mới hút bà khóc. Xin lỗi cho chúng tôi. Tất cả mọi người đều đang rất là phấn khích thôi. Bây giờ thì đi theo mình hôm đây. Chắc đi đâu rồi. Chào hỏi nhiều được rồi. Có lẽ dân làng ở đây thì cũng không có tiếp đón mình cho nhiều lắm. Đây là cái công cái tòa nhà cũ này, trước đó thì cũng là một cái nhà của dược sư luôn. Nó bị bỏ hoang từ lâu lắm khi cái chủ cũ bỏ đi rồi. Hy vọng mình có thể thoải mái đây. Bây giờ thì đang trống rỗng trong đó, mình sẽ phải chăm sóc nó cẩn thận. Nhìn thiết kế cũng đẹp quá nhé. Cái ngôi nhà có cái vườn nhỏ bên đây, cái cửa phụ bên đây, rồi bên đây có cái khu gì nữa cạnh bờ sông nữa chứ. Thì cái con game này mô tả hầu hết cái nhân vật trong game của mình là không có nói chuyện, không có trả lời gì hết. Mình chỉ là dạng như một cái đọc một quyển sách người qua đường thôi, mình nhập vai như nhân vật luôn, cảm giác là như đang chơi game trong game vậy đó. Một mình làm một việc toàn bộ cái công việc này đúng không? Mình trong lúc đó thì mình có thể đi khám phá hòn đảo này để nâng cao cái kiến thức lên. Rồi, về đi, để tôi nghỉ ngơi được rồi. Đừng quên cái mục tiêu chính của mình đó là quan tâm cái con gái của hai cái ông thị trưởng này. Con gái của thị trưởng đẹp không? Còn ấm là được. Đấy, tính đâu chó này đi theo ông bả nhé. Còn khoảng phút. Rồi, vô nhà Long. Cái này cái ống khói đúng không? Có mấy con vịt nữa kìa. Thứ ba, 6 giờ sáng. Mình có thể di chuyển. Bằng đợi đúp AD thì ghi đúp AD đi, ghi mỗi đúp đúp. Trong lúc chạy thì Long sẽ đi theo mình ở bất kỳ nơi đâu. Đáng buồn là anh ấy không thể vào trong nhà. Tội nghiệp Long không? Long là phải ngủ ở ngoài rồi. Mình có thể tương tác. Rồi, tương tác bằng nút cao. Có nhiều tương tác thì cái này là cái nút nút tab không? Ừ, sao không dùng nút F hay là nút Win cho nó gần đó mà lại dùng tới nút K? Cũng xuống sao? Đấy, dùng cái nút F cho nó gọn. Trời ơi, cái phòng mình có mỗi cái giường mà. Thôi, mới thức mà đi ngủ cái gì. Ồ, tôi sai rồi. Phòng rất là đẹp nha. Mình có thể trang trí cái căn phòng của mình bằng những cái nội thất có sẵn. Thử tương tác với mặt sàn đó và tương đầu decor thôi. Ok. Không có gì để nghiên cứu là sao? Cần phải sửa chữa cái này. Cái này gõ cửa vậy? Thằng Long thì nó đâu biết gõ cửa đâu. Chào buổi sáng nè, xin rồi. Tôi đoán bạn đã ngủ rất ngon giấc. 6 giờ sáng không đi gõ cửa rồi đó hả?
chấp nhận tôi giới thiệu CEO. CEO này giống trong mà cái gì đó, game City Bắc không? Đây là trợ lý của tôi. Chào mừng gặp bạn CEO. Tôi làm việc tại cái tòa thị chính, tại với là Major Mailer ở cái tòa thị chính. Hy vọng cả hai sẽ làm việc với nhau trong một thời gian dài thôi. Nếu cần cái điều gì thì CEO có thể hỗ trợ mình. Đây là ngày đầu tiên mình ở đây. Thì bắt đầu đi giới thiệu cho mình về cái hòn đảo này thôi. Đi đến cái cầu, đi qua cái cầu ở mà phía nam. Sau đó đi thẳng về hướng đông. Đi xuống hướng nam, hướng đông rồi ok. Một vài thứ phải chuẩn bị trước nữa. Cái này hồi nãy ông kêu đi gặp thợ săn hay gì đó, ở trong rừng. Nãy lỡ bấm kiếp qua chưa có đọc. Trời, cái nhà nó hơi hoang phế một tí. Kệ, từ từ có tiền là lên rồi. Mấy cái led highlight thì sẽ sâu ở góc trên bên phải của cái màn hình. Mình có thể highlight bất kỳ cái quét nào để mà nó có chỉ đường ở đó trong cái mà vô này của mình. Vô này như cái nhật ký hành trình vậy đó. Mini map cũng ở phía trên bên phải luôn. Sau mắt cái quét bằng cái ký hiệu icon này. Mình có thể phóng lớn nó ra. Rồi ok. Phóng lớn nút màu phải không? Đây, mình gần đi đến đây. Đi về hướng nam thì đi thẳng vào hướng đông. Có vậy nhanh không ta? Còn phải sửa chữa. Đẹp đó nhá. Nhà ngay cái view biển luôn. Trời ơi. Ủa, bên đây có cái gì nữa nè? Ờ, bên đây là cái trạm xá của mình. Cũng là quá to luôn. Quá là hoang phế luôn. Nhìn mấy cái bình truyền dịch nè. Anh em thấy cái, hai cái vết nứt trên bức tường không? Nó là một cái hình đó, nhưng mà họ lật ngang thôi. Đây có đường đi xuống nè. Nhà người khác là vô được không ta? Có bùm bướm bay luôn kìa. Ô, đây là nhà của Osman. Có loot được cái gì không? Người ta đang ngủ mà mình đi vô tỉnh như rồi chứ. Chú ơi, chủ nhà ơi vậy? Ê, ê, ê. Mặc nguyên bộ đồng phục đi ngủ luôn nhé. Nó không cho mình đi đường tắt qua rồi. Mình có thể mang theo cái vỉa hành không được luôn. Không quay cái cổng. Đường ở đây nó làm lâu lâu có cái lỗ như thế này nè. Cái đường nó cũng nứt ra, nó làm rất là đẹp luôn. Rồi 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 rồi. Không nói chuyện thôi. Bên này giống như cái cửa hiệu gì đó. Cái này giống như cái menu vậy đó. Lady Bao, cái quán rượu mà Lady Bao này mở cửa từ 10 giờ đến 24 giờ, đóng cửa vào thứ hai. Thường mấy cái hàng quán á, nó sẽ đóng cửa vào thứ hai và phục vụ vào thứ bảy chủ nhật. Thứ hai hoặc là thứ tư, thứ năm gì thôi. Mình đi thoải mái quá không? Đồ họa con này nhìn kỹ rất là đẹp đúng không? Phối cảnh đồ bài trí đồ hết sức độc luôn, như cái đồng hồ đó nè. Vô nhà người ta đi thẳng lên lầu 2 được luôn á. Muốn vô phòng ai vô luôn, ngồi lên ghế luôn. Bên này có cái túi là vô lút được luôn á thì không. Ủa. Đẹp. Cái quán bà có ngay cái bàn ở ngay góc đó nè. Chủ quán để hộp tiền ở đâu ta? Ở đây phải không? Không có ai cũng mua đồ được nữa. Tiền của mình thì tất cứ tiếp là không đồng. Những cái món này thì nó không thấy ghi chỉ số gì cả. Thôi đi thôi. Chúng ta đi vòng vòng khám phá cho biết cái map nó làm sao rồi đó. Còn nhiều chỗ lắm. Cái này thì chắc nhà ông thị trưởng quá, nhà thờ.
Này cái shop nhà Hana, nhà CEO là nhà ông trợ lý nè. Ô, có thuyền đó nè. Cái chỗ câu cá, ba cà phê. Farmhouse, nhà mình đây, ở đâu ta? Nhà mình đây nè. Cái gì? Chỗ này câu cá luôn. Còn bản đồ thì mình sẽ mở được cái khu băng bên đây nữa nha. Nếu có như gì thì nó hơi ở đây có nữa, không có nhỏ cho lắm. Nói chung mình có thêm 2-3 dùng để khám phá nữa. Chỗ câu cá đây, game có câu cá luôn, thấy hay. Cái liều cái tên. Ok, đi qua đây làm nhiệm vụ thôi. Ừ. À, cái ống cống hút nước, game này thiết kế chi tiết quá đó. Đồn cảnh sát, đồn cảnh sát mà cũng có thời gian mở cửa nữa, lúc nào cũng phải có người trực nha. Đồn cảnh sát này chơi mà chất lượng hết đó chứ, vừa vũ khí mà có cây mây nữa, là cây kiếm là với cây thương nữa nè, vừa cận chiến là vừa mà vũ khí đồng tra nữa. Hotman nữa à, Hotman này nãy là mới coi đây phải không? Đây à, không, ông kia chữ T, ông này chữ thôi. Mấy người này thì sẽ mà à, sau này mình có thể làm cái gì ở đây nữa nè. Mấy người này vẫn trong chừng mình cẩn thận thôi. Ủa, đi qua cái cầu ở đây. Y T M không à? Y T. Nhiệm vụ đầu tiên. Ô. Rồi cái này hướng dẫn này rồi. Cái này là động vật, còn cái này là mấy con cá. Cái này là nấu ăn. Này là cái gì đó, chắc là mấy cái nguyên liệu nó, cái nguyên liệu mà thực vật thôi. Mình là thầy thuốc mà, dược sư mà. Cái này là cái thành phẩm để chế biến, chắc từ cái này ra. Cái này là mối quan hệ. Cái này nó không đơn thuần là nông trại cho lắm. Đây có cái nhà gì đó, dạng giống một cái khu vườn thôi. Đường vô ở bên phải, đường vô ở nhà này ở bên đây. Ủa cái này cái ghế mà đâu phải cái bảng. Nhà của cái ông thợ săn trong rừng. Ý, con thỏ vậy. Game này thiết kế môi trường rất là đẹp luôn. Đây phải không? Đứng xa ra đứng như gần cái gì. Cần làm gì? Ủa không, bên đây nữa hả? Đây, đây mới ông thợ săn nè. Bây giờ xem cái cách ông làm việc là mình học hỏi thôi, coi ông chỉ dẫn cái gì vô mình. Đây, bạn là đúng là nhà dược sư rồi. Dược sư đã nhắc đến này. Tên là Forget, tên là Forget luôn á. Thị trưởng thì đã nói là bạn sẽ đến đây gặp tôi. Tôi có một cái món quà nhỏ, có một vài điều nhỏ dành cho bạn. Kìa, nó đúng quà thôi kìa. Hãy gọi nó món quà chào mừng. Xem như nó món quà chào mừng đi. Bạn có thể chỉ cần quay sử dụng nó thôi. Thu nhập 2 lượng gì đó. Biết cách dùng chứ. Ok. Bên cạnh đó một điều quan trọng của nó với bạn là có một cái đại nạn trong quá khứ đã giết rất nhiều cái cây trồng ở đây. Chắc là sâu bệnh hay là cái dịch hạch, cái bệnh gì đó. Rồi chắc mình chế thuốc mình cứu thôi. Nếu mà những người đến từ cái thủ đô đó làm việc tốt hơn đó, thì điều đó là không xảy ra rồi. Đừng có đổ thừa tôi như vậy. Ốp. Xin lỗi vì cái miệng của tôi. Rồi. Đây giới thiệu cái nhà ông nè, hồi nãy tôi vô nhà ông rồi. Dân ở đây hình như là không có biết khóa cửa hay gì. Tấn công bằng nút gì vậy? Chém cái vũ khí của mình để thu nhập mấy cái điểm tài nguyên. Điểm thu nhập thì thu nhập mấy cái cây đó trưởng thành thôi, stamina sẽ tiêu tốn mỗi lần mình sử dụng cái công cụ đó.
nên chắc là mình sử dụng chính xác công cụ để thu nhập. Mình có cái liềm, cái búa và cây sẻng, cây rìu gì đó. Ok, mình có thể lăn để né cái đòn tấn công bằng nút cách đó. Lăn thì không có stamina, nhưng mình sẽ úp mặt xuống đất. Gì vậy? À, thì bắt đầu cây gá đó, cây lá thì khỏi đi thôi. Đi Long. Mũi. Ủa, mình sẽ tốn stamina nha, stamina nó thì chắc đi ngủ nó mấy hồi thôi. Giống như lưỡi hái tử thần vậy. Tôi thì có thể úp chat ở cái hit and fan này. Để đồ nó rớt trên mặt đất tí là nó có mất rồi. Xong cái con Milu nó đi theo mình mà nó không làm cái gì giúp đỡ ta. Cắn đầu đi chứ Long. Chưa gì nữa cây stamina rồi. Nhận được cái sáp gì cơ? Ở đây hết đường rồi, chỉ có cái đường đi lên đây thôi. 4 giờ chiều đó hả? Chó thì nó đói rồi, mình cần phải chăm sóc nó là cái kiểu nhưng hồi đi hết sáu đó. Tí về tao cho mày ăn. Ê ê ê ê về 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 Long ơi. Cái gì? Muốn chơi hả? Muốn chơi hả Long? Rồi. Rồi, sắp cạn stamina. Mình nữa đi tắm hơi để hồi cái stamina đó. Này con gì dễ thương quá vậy? Không rớt cái gì luôn. Đường về làng là đường nhánh trên nhánh dưới ta. Nhánh dưới nhánh dưới. Về Long ơi.
Tha đi. Trên này có cái gì nữa? À không, cái chỗ đầu tiên mình vô. Xong rồi nè, đây cá. Phía đông á là cái Milao Ganger để dùng phải sao? Phía tây là dãy thị trấn, còn phía nam mình xuống cái nhà Ma Thao. Đây. Chào em. Cô gái xinh đẹp, búp bê à, bong bóng à. Còn đảo này thì thiên nhiên nó rất là bạo lực thôi. Mình cần phải là cứng rắn hơn. Mình có thể mua nguyên liệu ở đây luôn. Có rất nhiều thứ. Ok, em này dạng như bán thảo dược nha. À, Barbie, Get Jasmine, Get Daisy là cái gì? Mình có thể phát cho vào đến cái điểm này. Ở bất kỳ cái lá, chỗ nào có lá cờ đỏ. Nãy đi ra trước cửa mình có cái lá cờ mà mình không bấm. Bây giờ thôi. Đây có chỗ nào tay le không ta? Có mỗi cái lá cờ ngay trước cửa nhà mình nè. Vậy đi trong thị trấn là mình sẽ phải chạy vòng 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 này. Đây quá. Tám giờ tối rồi đi ngủ thôi. Ngủ là nó cũng hồi phục sức khỏe luôn, nên game này cũng không có quá hardcore. Con chó mình nó cũng tự no luôn. Tài nguyên thì cũng hồi lại nè. Daisy là mình chắc là mấy cái cây nó thôi. Trời, né không kịp. Chân gấu, gấu thì cái chân gấu. Này Lemon Balm. Quặng này là cái gì? Nó không hiện cái gì lên luôn. Con này nó không rớt đồ nha. Rớt luôn mật ong cơ. Ghê à, cái này là cái gì?
Widow Vanguard ký ngày 1 tôi là Samuel. Đã lên cái điểm này để nghiên cứu. Để nghiên cứu cái dự án của cái nguyên một nhóm nghiên cứu trong cái khu vực này. Mondovi thì cái đất đai rất là màu mỡ, thiên nhiên phát triển, cạnh như cây cối. Trời, nắm trang. À, mấy trang này bị mất rồi, nhưng thôi. Mình đi lấy mấy cái đó đâu ta? À, nó hiện trên bản đồ nè, lựu đạn nhà tôi. Cái thằng game thủ có mắt như mù. Đẹp, người ta đã tận tình như vậy rồi. Ủa, theo cái bản đồ bên đây còn cây nữa mà. Ủa, nó hiện đại si không mà. Lua à. Hiện đại si không thì hiện làm cái gì? Đây 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 đây. Dẹp mìn. Đây. Cây nữa. Không bố ngang thì cũng bố dọc thôi. Rồi còn một cái nguyên liệu cuối cùng là ba siêu. Nếu như thiết kế map như vậy thì cái ba siêu ở đây mình đi ngang mình đâm lên. Phải không? Đấy, đúng rồi đó. Hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái đó nó bay vô người mình mà nó không hiện ra là cái gì? Ủa? Cái gì giống mà tê chết quá vậy? Game xếp hình quá vậy? Đường dưới đi ra. Mình đi ra luôn, không có tay le, đi ra báo cáo nhiệm vụ luôn. À, bạn đã tìm thấy mọi thứ tôi yêu cầu chưa? Rồi. Làm việc tốt lắm, tôi có lời khen. Tôi bất ngờ đấy. Bây giờ bạn đã hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi sẽ đưa cái nhiệm vụ mới cho bạn. Tìm CEO, anh ấy đang đợi bạn ở lò thị chính. Bạn biết đường đến lò thị chính đúng không? Em nhấn màu để em biết liền anh ơi. Còn tiện hơn cái Google Maps nữa. Có Uber hay Grab gì cũng được đó. Đừng để anh ấy đợi. Đây, xong cái nhiệm vụ đầu tiên. Quả đâu? Phần thưởng đâu? Bánh kẹo tiền gì đâu.
Thằng Long thì đang kêu đói, còn mình thì làm việc quần quật nãy giờ là không được một cắt bạc nào luôn. Bảng này sẽ hiển thị rất là nhiều thông tin về cái khu vực xung quanh của cái thị trấn Monbugi này. Giống như mấy cái lễ hội để thắt chặt tình bạn, mỗi cái icon hiển thị trên bảng này, có thấy icon gì đâu, sẽ có một cái điều gì đó cần phải kiểm tra thêm. Mình đi ngang thì thấy cái icon hiện trên bảng rồi mình nhấn vô mình xem. Có rất nhiều cái bảng ở xung quanh thị trấn mà mình có thể xem luôn. Hiện tại thì không có tin tức gì mới cả, cái này dạng như cái bản tin địa phương vậy. Thay vì gửi vô cái nhóm Zalo người ta dán lên cái bảng này. Sự kiện hiện tại thì chưa có đủ mà cái điểm cái đôi bờ tin tưởng thôi. Rồi bắt ra. À đây. Ô. Chờ ngựa. Con vậy đó. Có con bồ câu không à? Thôi. Rồi. Tôi ban bạn làm ơn làm việc chăm chỉ hơn đi, con gái chúng tôi đang bệnh. Ồ, ông này, thằng này có bạn gái ngon quá vậy. Xiaomi. Bạn đây rồi. Kiểm tra bài test của mà. Win hết là cái gì? Đây, đúng rồi. Tôi là nhà dược sư đây. Rồi. Tôi đã yêu cầu win hết là sửa chữa cái bình cái cao đành là cái dạng cái bình cái lọ gì pha thuốc á. Giống như cái nồi bự bự ở chính giữa đó. Cái nồi pha thuốc trong cái căn nhà của bạn. Cái đó gọi là cái gì quên tiêu rồi đó. Cái vải đúng không? Cả ba chúng ta thì đi bây giờ đi cùng nhau thôi. Chắc nó kiếp về tới nhà cho mình luôn, đỡ còn phải đi. Đây. Nhìn nó rất là cổ kỹ nè. Trong mấy con game này thì mấy em mà thợ rèn á thường là nữ. Còn đổ nước đầy vô cho mình luôn đó nhé. Rồi, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Ok. Người thanh niên này đúng cái chuẩn mà cán bộ luôn. Toàn chắp tay sau lưng không à. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu công việc cái con đành của mình. Để chế một vài cái lọ thuốc đi. Đó không phải là vấn đề của bạn đâu. Bạn là luôn là một sư rồi đúng không? Cần một số cái nguyên vật liệu bạn có thể yêu cầu ở cái khu rừng Ganger đó. Một lần nữa mừng thành công, chúng ta sẽ gặp nhau ở tới giai đoạn chính. Bye bye. Rồi xin phép tôi đi đây, tạm biệt cán bộ. Đây mình có cái vải thuốc thôi, bắt đầu gấp đồ. Cao đon là cái công cụ chính của mình để chế những cái lọ thuốc. Khi bắt đầu chế thuốc thì mình cần phải có cái công thức của cái thuốc đó, mình có thể nâng cấp cái cao đành để cho cái sức chứa nó tốt hơn. Ừ. Cái này là làm sạch vết thương hả? Cái này thì tên dài quá tôi cũng chả biết luôn. Kêu bằng cái lọ thuốc dài đi. Neutralizing Hellbent Balm. Không, tôi không biết từ nào cả. Đi, mình chế thuốc ra mình bán có tiền hả? Nó gồm bốn cái màu gì ở dưới đó. Cái này thì thuốc thư giãn. BA là dịch tên cái loại thuốc nhé. Dốt nên anh em thông cảm. À, dầu thơm. Cái này thì dạng như cái thuốc thơm mà cái thuốc gì ta? Thuốc an thần nhé, hương thơm an thần nhé. Nó giống với mấy cái bịch mà phun phun cái xương nhé. Gọi là hương liệu chính xác hơn. Còn cái loại trên là new. Chơi đây dinh he ban. Thảo dược Trung Hoa. Ừ. Mỗi cái lọ đều là một câu đố có cái hình khối khác nhau mà mình cần phải điền vào nó.
mid là mình phối các mảnh giải đố với nhau bằng phụ thuộc vào cái nguyên vật liệu của mình. Cái hồi nãy mà tôi mở cái ba lô ra, tôi nhìn mấy cái nguyên liệu mà nó giống cái game mà xếp hình Tetris, đặt cái khối đó thì yêu cầu đúng cái hình nó sẽ được chấp nhận cái loại thuốc của mình thôi. Đây những cái loại nó yêu cầu. Cái vòng tròn là tối đa những cái tỷ lệ của mình, không hiểu lắm. À thổ này à, thổ mình có 4 cái, hỏa 2 cái, thủy 2 cái, phong 3 cái, phong 2 cái, thì 1 2 3 4 5 6 7, 7 mà nó yêu cầu tất cả luôn hay là chỉ một trong những cái đó thôi? Gấp 5 lần để unlock tất cả hay là chỉ một cũng được? Năm. Còn lại 5 ô mà chia cho 3 nguyên tố thì mình không đủ rồi, có một cái 3 là bắt buộc rồi. Đi cũng được đó nè, gấp 4 lần nữa để anh đốc. Thì cái chỗ này khúc cua như thế này thì cái này là không có thể đặt vào đâu được, trừ phi mình có thể xây được thôi, nhưng đáng tiếc là không xây được nên bắt buộc phải xài cái cục đá trắng hoặc là cái tay gấu. Tay gấu thì phải cần 2 cái chiều ngang, một cái ngang không, tay gấu thì cũng không được luôn. Chế thuốc ngầu đét luôn. Cái này có một cái à, chắc nó quý lắm á. Rồi, anh bóc được rồi. Ok, nhấn gì để ạt vô cái thư viện. Mình đã có thuốc gửi cho Thương. Đây là công thức của mình. Ủa? Không có công thức nào dễ hơn à? Mấy cái nguyên liệu này thì cũng tương đối dễ kiếm đi. Nó là mình mở được khá nhiều nữa nè. Lọ này 150. Một màn xương có thể thay đổi màu sắc. Lời nguyền là hóa giải là cờ lum. À mấy cái loại thuốc này nó có tác dụng hết nha. Ít chi ép hình như là mệt mỏi đúng không? Mấy cái từ chuyên ngành này thì ngứa. Bệnh này chi bệnh ngứa. Cái dưới là phát ban là dạng như dị ứng vậy đó.
Trời ơi, tội nghiệp. Cái này thì dạng như là vết bầm tím. Này là như là dưỡng ẩm không ta? Đun bê lát là gì? Để rồi dịch nốt luôn. Món cục. Ủa hồi nãy mình chế cái thuốc nào rồi? À mình nãy mình chế thuốc vết thương rồi. Bây giờ chế cái đầu đi. Nhiều gì ba? Khó nghe à. Kiểu này là phải đi mò nguyên liệu hơi bị nhiều rồi đó. Sáu ô này, hai ô dọc được. Cái này hết rồi, chết rồi. Thôi rồi, rồi bấm lộn rồi, bỏ cái này ra. Ừ, bỏ được nè. Cái này cũng hết luôn rồi, chết tôi rồi. Xin góp rồi, cái xin này hết nguyên liệu rồi. Bây giờ mình bây giờ là 2 giờ chiều, lẻ 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 chạy qua bên kia rồi thấy chính gặp bên kia còn 10 phút nữa à. Rồi tới giờ luôn anh. Kịp không? Rồi đóng cửa lũ đạn đó. Thanh niên này làm việc đúng mà đúng cán bộ thiệt, 3 giờ chiều đi về rồi. Bây giờ còn miếng thể lực à, đi ngủ thôi. Thuốc của mình làm ra rồi. Bán ở đâu? Chắc ngày mai tới đó thì thằng CEO nó chỉ mình đi cái chỗ nào bán đó. Ngồi đây chơi tí. Rồi là tiện thể đi qua bên kia coi mà nâng cấp dược phẩm gì đó. Chào Sơn. Tất cả mọi người thì trông như đã mất cái tín ngưỡng của mình rồi. Đừng mất cái tín ngưỡng của bản thân. Chúa sẽ thực hiện kế hoạch của bạn. Không có gì cho nó ăn, nó nhìn cái mặt nó sụn đúng không? Tao cũng biết sao bây giờ Long.
Tao cũng nghèo như mày thôi, trong túi có các bạc mà đâu. Hồi nãy là đây, FTP shop đây. Chỗ này là mình có thể nâng cấp cái trang bị của mình lên. Để làm việc chắc đỡ tốn thể lực hơn. Chào ông chủ. Mình cần ít nhất là 900 tiền, 120 gỗ, 90 đá. Vậy ba cái. Cái này là 355. 355 gỗ. Đá thì 208. 400 gỗ, 200 đá. 3.000 tiền. Hiện đại quá ha. Cái này nó xài với cái tua bin gió ngoài luôn á, nên nó tự động thổi hơi vô cái lò rèn này. Đây, thấy được cái tua bin gió không? Không thấy à. Giờ mình đi về thôi, có chỗ nào tay leo không? Nó tiếc là không, đi trong cái làng này thì mình chỉ có thể đi bộ thôi. Gái 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 thôi, phải vòng qua nữa thôi. Về ngủ. Mai vào rừng đi kiếm nguyên liệu tiếp. Không, mai đi gặp thanh niên kia nữa. 6 giờ tối rồi, đi ngủ được rồi. Thứ năm rồi. Sửa cái này thì chắc mấy cái web như nãy thôi. Trời ơi, nhìn cái khu bếp nè. Dạng như cái nhật ký hành trình của mình quá. Dân làng ở đây thì vẫn chưa có cảm tình tốt với mình cho lắm. 8 giờ nó mới mở cửa lận, còn 1 tiếng rưỡi nữa lận. Chào chị. Ôi ơi. Ê CEO. Ngủ đạn CEO. Đúng cán bộ. Kệ 10 phút à. Ở đây trang trại nuôi ong hả? Nuôi ong bướm kế bên vậy đó. Hay là cái hòm thư đó. Này giống cái công viên. Công viên Monburgi. Trời, bà tập tả. Bà tập tạ vô khu vườn hoa, ngồi ghế đá chờ tới giờ. Có công thức nấu ăn cái gì cả à? Không, mấy nguyên vật liệu thôi. Mới biết được có 4 loại thực vật. Gặp ở ngoài thì nói chuyện ở ngoài cũng đi, phải chờ đến 8 giờ. Rồi, xong yêu cầu rồi. Không thể đâu nè trên nè. Tôi đoán thì cái bên trung tâm đã gửi đúng một cái mà nhà dược sư thừa tụ đến đây rồi. Đương nhiên. Chúng tôi không muốn lặp lại cái sai lầm nữa một lần nữa đâu. Tôi sẽ báo cáo với mày luôn. Rồi, hôm nay mình gỡ gãi đó. Cái gì đây? Mon to viên đá mặt trăng hả? Viên đá hình mặt trăng chứ không phải viên đá trên mặt trăng nha. Thì có cái gương của ông thị trưởng à? Rồi mình vô mình lút là ông cạo đầu mình luôn á.
Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi cái kiếp nông dân thôi. Cầu thang đây nhé. Ủa? Đâu đây nhé. Bây giờ muốn nâng cấp thì cũng hơi bị khổ à, 200 đá rồi đó. Cô chưa muốn nói chuyện với mình bây giờ đâu. Đi thôi. Tiếp tục cuộc sống mưu sinh trong rừng. Đi tìm kiếm nguyên liệu. Mình vẫn chưa bán thuốc được nên vẫn chưa biết ra sao. Chặt được là bao nhiêu gỗ ta? Đá như gỗ mình đâu? Hay là nó chỉ tính nguyên liệu thôi? Nguyên liệu là thực phẩm nè. Cái này là thuốc nè. Mình còn thiếu cái cây nhiều lắm. Sao biết mình thiếu nhiêu gỗ ta? Muốn nâng cấp cái vũ khí nó cần rất nhiều gỗ mà. Vậy là chỉ có lấy thực vật thôi, không có chặt cây nhiều được. Rồi phải cho nó ăn, nó mình thì không ăn. Ăn nấm không? Ăn nấm không đâu. Bây giờ tiết kiệm stamina thôi, chỉ làm vô những cái gì mà mình chắc ăn là có nguyên liệu. Không thể phung phí được. Chưa dễ dành nữa cây stamina nè. Đời nông dân. Chẳng có gì luôn. Công giả tràng rồi.
Ngứa con mắt. Ngứa con mắt. Đến đây, Bolivia. Hồi nãy nó kêu mình đi tắm suối nước nóng có thể hồi stamina mà đi đâu ta? Giờ đi về ngủ thôi, hết stamina rồi. Làm tí thuốc. Cái này thì tương đối dễ kiếm nè, nhưng mà nó không hợp với cái mô hình ở đây rồi. Tốt nhất nên lắp cái góc này. Không có cái nào hợp để lắp vô cái góc này luôn, nên rất là khó nha. Hiện tại mình chỉ chế được 5 loại này thôi, nên bắt đầu tập trung cho nó. Cái này giống nãy không ta? Cái màu xanh lá này rất là khó kiếm đó, thôi nên tiết kiệm đi. Bên đây hết sạch tài nguyên luôn. Bây giờ không còn cái nào một ô nữa. Không có một ô thì không thấy gấp được. Chắc là chơi hai cái hàng dọc thôi. Nói chung thì cây này dễ kiếm. Đi ngủ, 3 giờ chiều đi ngủ. Thứ sáu. Cho nó xin hơn. Vui đã trở lại. Chúng tôi đã được con ấy đến cái trạm xá này chóng bên đây. Đó. Nhìn lên theo tôi, ok. Trời ơi, nhìn con gái thị trưởng mà nằm ở cái vườn đồi đàn như thế này đó hả? Bên kia là ai? Bên đây là xin nào. Đây là cô ấy, vừa lòng kiểm tra bệnh của cô ấy xem.
Đây là ai? Làm gì ở đây? Ma theo à? Mã thiếu à? Đây là xin nào? Một dược sư đến từ cái trung tâm. Đây là ma theo. Một cái gì phù thủy à? Ông này là nhìn thấy là mã thiếu này là không tin tưởng được rồi. Cái gì ở đây là cái gì? Bạn mang một người đến đây từ cái trung tâm đó. Mà theo chúng ta sẽ nói vấn đề này sau. Đầu tiên thì bạn cần phải giải thích những điều gì sẽ xảy ra đến với Guel. Chúng ta vẫn không biết có điều gì đã xảy đến với cô ấy. Tôi đã thử tất cả mọi thứ tôi có thể nhưng mà vẫn không đủ. Tại xin nào, bạn có thể làm bất cứ điều gì không? Vừa lòng giúp con gái chúng tôi. Ok, tôi chế đủ thuốc rồi, anh em cứ yên tâm. Đó, theo tôi đoán của Dev làm thì sẽ là một trong năm cái bình thuốc đó. Nét hình như là cái gần cổ. Khoan khoan khoan. Ông nào mới gửi mail cái gì ta? Cái gì? Cổ của tôi thì bị cái gì? Chưa kịp đọc. Mỗi khi là có một cái biến thể gì đó mà mình chưa biết ảnh hưởng đến cái cơ thể của bệnh nhân thì mình cần phải nghiên cứu nó đầu tiên. Sau khi mà phân tích nó thành công thì mình sẽ biết bệnh nhân đã bị cái gì. Trời ơi, học dược hả? Rồi, sao nữa? À đây, manh mối đầu tiên là cái cổ cái vấn đề thì mình nhấp vô cái cổ. Rồi mình nhảy audition. Đích đến là một mini game nơi mà mình có thể làm cái gì đó. Oh my god. Phải, phải, phải. Xuống, 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 phải. Nhảy audition mà không có nhạc. Chưa, chưa kịp đọc chữ gì hết mà. Cô ấy thế nào? Cô ấy sao ổn không? Sinh worm symbol. Ký sinh là sinh worm. Mãi mình có chế cái thuốc mà sinh sinh vậy đó. Dân, đó là một trong những cái gì? Symbol là cái gì? Tôi phải dịch mới được. Không có thể nói bậy được. Triệu chứng. Đang giải thích cho Mã Thiếu biết. Cũng muốn giúp đỡ. Có, yên tâm, anh chế thuốc rồi hết rồi. Gu lời đang rất yếu thôi. Đề nghị của tôi là nên thử phá giải cái lời nguyền đó ha. Sử dụng một cái thuốc không rõ nguồn gốc đến từ thị trấn thì nó sẽ cho một cái tác dụng phụ không mong muốn. Nhưng nếu đấy là chỉ có thể giải được cái lời nguyền của con gái tôi bên cạnh đó. Chỉ có nào xin đời mới cứu chữa được cái đó thôi. Để tôi ông không làm thì ông cút. Không có ai tin ông hết. Mình sai về cái điều này thì mình sẽ phải trả một cái giá rất là lớn. Một là ông này hoàn lương, còn hai ông này là phản diện để mình bêm trong cái chương một này. Làm bất cứ gì bạn muốn là xin nào làm ơn. Muốn cái video mà được 200 view cũng khó nữa. Nhưng không phải bất cứ cái gì tôi muốn đâu. Ông huy động hết cả làng này coi cái video đưa đi. Gấp mon bớt. Rồi ok. Mình còn nguyên liệu không ta? Ba cái ngang thì cái chân gấu là được rồi, còn cái góc vuông trên đây thì không đủ, bắt buộc phải đi lấy thêm nguyên liệu. Mới 6 giờ sáng à? Chào em tóc đen. Trong thì không có ai tin tưởng bạn hết cả. Kệ, mình chữa cho em này xong thì cái uy tín của mình nó lên vời vợi luôn. Lúc đó tôi sẽ chặt chém người bệnh trên bàn mổ.
Trời ơi, ông nào. Cho nãy giờ đánh mấy con xà lam mà. Ủa? Có cái đèn báo động gì ở trên đó vậy? Chỗ mà thứ sáu. Đi lấy những thứ mình biết thôi. Cái gì mình chưa biết thì không nên. Tiết kiệm thể lực một tí. Tiết kiệm thời gian luôn. Không ăn hả? Sao mà nó có cái báo động đỏ gì vậy ta? Cái còi báo động đỏ ngay thứ sáu rồi, mới 9 giờ sáng mà. Con gái ông bệnh nằm mấy ngày rồi. Thì chờ thêm vài tiếng nữa đi. Nhất tiễn hạ xong điêu. Đây với con gấu nữa, mình còn tí thêm lực. Gấu đây đâu ta? Lông này lại đây cho ăn nè. Sao cho nó ăn được? Hồi nãy nhớ cho được mà. Phải chọn vô mật ong không? Cái con này dễ nuôi, cái gì nó cũng ăn được hết vậy. Ăn thịt gấu không? Hai con gom lại. Rồi, đầy đủ nguyên vật liệu rồi đó. Đi về chế thuốc cho em nó. Cây cỏ ở đây nó mọc cũng cố định quá ha. Ngày nào nó cũng mọc đúng chỗ đó. Tôi cảm giác như cái màn hình tôi nó mới hiện cái sọc kìa. Ủa quên chế thuốc chứ. Nhà này của con Long đấy nè. Nè, nhà của con Long nè. Rồi. Chuyện gấu đâu? Này là cái góc vuông. Cái một chấm này hơi quý nha. Cái con xà lam này cũng hơi quý nữa.
cứu người như cứu hỏa. Đây, chị mang thuốc về cho em đây. Rồi ông thị trưởng đâu? Đó, tăng được một điểm hảo cảm lên rồi. Không có bị dân làng kỳ thị nữa. Ủa chưa mà. Con dấu của mình nó vẫn còn màu đỏ rồi. Cảm ơn, tôi không thể đợi trở về với ba ba nè. Em nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi vậy? Ông bà thiếu cũng giật mình rồi. Gula, con gái đáng yêu của ta. Cảm thấy tốt hơn chưa? Dân, tôi nghĩ vậy. Ơn chúa. Ôi, con gái bé bỏng của ta cuối cùng thì đã giải được cái lời nguyền rồi. Cứ thấy gì khác lạ không vui em? Không mama, tôi cảm thấy rất là tốt. Cảm ơn dược sư. Chúng tôi sẽ hết trả món nợ này. Tôi cũng rất vui vì nghe cái điều đó. Nhưng chính xác là bạn đang làm cái gì? Có cái sử dụng cái gì không? Cách nào quá giải lời nguyền nhanh vậy? Vẫn là nói dối thôi, tôi thấy vậy. Nào mã thiếu, cuối cùng thì cũng giúp được heo rồi. Tại sao cả hai không làm việc cùng nhau đi? Có khi là mình đem thuốc đến tiệm môn này mình bán luôn á. Thời gian bây giờ đã thay đổi rồi, sau tất cả thì chúng ta thôi chỉ có một cái yêu cầu cần giúp thôi. Tôi đã thử rất nhiều cách để hóa giải lời nguyền nhưng mà không có nổi tác dụng cả. Nếu có cơ hội để giúp mọi người tốt hơn thì tại sao tôi lại từ chối đó? Tôi rất thất vọng với ông. Được có đến mà yêu cầu phải giúp nữa. Cảnh tránh lên mảnh máu. Kết quả luôn là tốt nhất. Ổn rồi. Ông đó có vẻ là không thích mình cho lắm. Đưa em này về nhà nghỉ ngơi đi. Sức chuyện được rồi đó. Trả tiền viện phí ông ơi. 5.000. 5.000 đô. Ừ? Em này vẫn nằm ở đây á. Trong lúc mà Gue vẫn đang nằm có trong cái trạm xá này, vui lòng để mắt đến cô ấy. Tôi sẽ gửi một lá thư đến cái đó thì để nói lời cảm ơn này, gửi về cái thư viện tỉnh này, cái trung ương này. Tôi chắc họ sẽ thấy rất vui khi mà cái chuyện này đã được giải quyết, đã được xử lý thành công. Đi ơn, đã xong ở đây rồi. Tiễn. Đó, trời, có 150 đồng. Còn thuốc cái đổ thuốc cái chế rồi đó. Trời ơi, cuộc sống vương giả của tôi không biết khi nào mới thành công. À, gỗ với đá mình hiện góc trên bên phải hả? Bây giờ làm gì? Chắc là đi ngủ. Biết nào mới đủ ngàn tiền để nâng cái trang bị của mình. Nâng thì sẽ nâng cái lưỡi hái của đầu lên đầu tiên. Đây, Xiao, chào buổi sáng. Một vài người từ cái trung tâm thì sẽ đến, sẽ ghé qua cái thị trấn để cái tòa nhà hành chính đó. Họ muốn nói chuyện với mình. Đồng nghiệp hay là cấp trên đây hay là ban kiểm tra gì đây? Em không có làm gì sai nha. À, cái ông tiến sĩ rồi lúc trên tàu nè. Tôi không thể tin được là bạn có thể hóa giải lời nguyền cho con cái của thị trưởng nhanh đến như vậy. Nãy giờ gần tiếng ủng hộ của tôi đó ông ơi. Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi cực kỳ ngưỡng mộ cái thành tích của bạn. Cực kỳ bất ngờ luôn.
Rồi mình sẽ nói về tại sao cái này. Nói chung là mình đã quá giải lời nguyền thành công rồi, nói hoài à, qua cái chuyện khác đi. Tôi nhận ra cái điều này nghe, sẽ khiến cái thị trấn trở nên tốt hơn cho những cái mà người dân ở đây. Có cái gương kìa, tôi mới thấy cái gương kế bên cái văn phòng không kìa. Kiến thức thì không bao giờ có giới hạn đâu. Nơi này còn một người giống như bạn. Tôi sẽ cho họ biết những cái kiến thức của bạn nha. Để em mình đi phổ cập á, đi chuyển qua làm giáo viên à, hoặc là cho mình mở cái cửa hàng để đi bán cho người dân đó, cấp quyền cho mình rồi đó. Rồi ông này cũng chứng thực cho mình rồi, nãy giờ chắc là xong cái chương mở đầu thôi, cả hai chân bước trên đá giúp đỡ nhiều người ở đây trở nên an toàn và khỏe mạnh hơn. Có thể ở đây bao lâu mình muốn. Cảm ơn. Bắt đầu từ hôm nay. Có cái việc quan trọng mình cần phải làm bây giờ là gì? Chúc thành công, ok. Có gian hạn chưa? Rồi đi báo cáo về mình đi. Emoga này nhìn mà cái kiểu tóc cũng dễ thương phết đó nhé. Rồi, bye bye. Đừng để cái Monda này sụp đổ. Trong lúc mình ở đây, chúng ta sẽ nói về cái việc kế tiếp này. Không phải tất cả cái dân Mon nuôi đều giống như mình, đều có thích mình ở đây thôi. Kể cả những người ở cái trung ương cũng vậy thôi, họ ghét cái người ở bên trên đó. Rồi bây giờ mình sẽ chăm sóc cái bệnh, mở lại cái chậm sáu á, chăm sóc cái bệnh nhân vô đó. Trả tiền bao nhiêu tiền, đơn giản thôi, vô vấn đề chính luôn. Đây là cái niềm tin của mình đó, chuyển qua màu xanh đó, hồi nãy là màu đỏ chỉ xuống. Thumb icon là cái icon like á, sẽ cho mình cái vị trí chứ. Thumb bên đau là xuống đó. Lúc mình xuống thì mình không thể kích hoạt bất kỳ cái sự kiện nào trong thị trấn luôn. Mình có thể tăng cái điểm đó, cái điểm niềm tin đó, cái điểm gọi là cái điểm hảo cảm đi. Mình thể tăng cái điểm hảo cảm đó bằng cách giúp đỡ những cái dân làng ở đây. Thì nói chung chữa sai thì mình thọt liền. Cái gương của sếp có gì không? Cho em gọi miếng à. Ủa lông của mình đâu tiêu rồi. Chào chị không? Bây giờ tiếp tục chúng ta vô rừng làm tí tài nguyên nữa. Rồi xong rồi gần hết thể lực thì về ngủ. Ủa cầu bên đây hả? Coi được cái bảng này chưa? Mình có đi đâu được nữa không? Về hướng Tây thì có cái gì đó, tốt nhất vẫn đi vô rừng đi. Bây giờ quảng cáo bản thân là quảng cáo cho ta đi nói chuyện với mọi người á.
Cái cây này nó màu rất là đậm. Mình đang có 60 gỗ phải không? Nên 70 gỗ vậy cái cây đó cho mình 10 gỗ. Cái cây này thì cho 4 gỗ thôi. Double kill, double kill, cơ hội. Ăn gì không Long? Game này nó bắt phải lít chuột nha, nó không cho mình đè chuột thì nó gọn hơn. Như đây về được chưa ta? Giờ thôi, cạn sạch thế lực luôn rồi. Chắc mình đi dò chuyện với 10 người thôi. Có ai đây không? 1 giờ trưa dân làng đi ngủ hết đó gì vậy? Phòng tắm hơi nè, mở cửa thì 9 giờ đến 6 tối nè. Trời trời, đang đứng chỗ nói chuyện đi, đâu cần phải đi ra tới đây tiếp khách. Sao phải dọn dẹp nữa? Nó sẽ mất 2 tiếng để mình tắm rửa.
Trời ơi, tắm gì tới 2 tiếng rồi. Nam nữ tắm chung mà. Rồi, phui thế lực luôn. Chào em gái bán hoa. Tôi ghét ra sao đây? Là độc sở hữu với phòng tắm hơi này. Cũng là vợ của mà cảnh sát trưởng luôn. Quảng cáo bản thân được với hai người đó. Ý, nguyên cái trang trại đã vậy. Mở cửa từ 7 giờ đến 15 giờ hàng ngày. Con nào cũng đi chuông nha. Wow, một nhà dược sư, em là Lauga. Sống ở cái farm mới này với mama. Thế mà nông trại này mama và ba ba. Ủa em nhiêu tuổi vậy? Rất thích chơi với bạn bè. Chơi 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 chơi. Có gì không đó người lạ, đừng có nhìn tôi như vậy. Ngồi trò chơi Dương Quyền á. Anh vô nhà em tí nha. Thằng này là thằng anh trai của con bé nãy, Luca. Bạn không phải nhà giáo Kim đúng không? Ở đây chắc bán nông sản rồi. Tôi không có hiềm khích gì với bạn đâu. Chúng tôi bán rất, rất nhiều thứ là sản phẩm tự làm nha. Tất cả đều là hàng mà tự làm thôi. Muốn thử không? Vậy sản phẩm không? Nó rất là thiệt. Đấy, đang nói chuyện đi đâu phải không? Rồi hết. Đúng 17 giờ rồi nó bỏ mình nó đi. Trên nhau có 10 phút mà đang nói chuyện tới giờ cái này nó không cho mình chim cút liền. Đi kiếm người dân nói chuyện thôi. Nhà của DGF. DGF đâu? Chủ nhà đâu? Biểu ơi. Nhà thờ cũng đóng cửa luôn rồi. Làm gì đó? Tôi là Victor. Bạn muốn gì được thôi. Anh em biết Victor là cha đẻ của Valentine không? Valentine gì đó quên từ rồi ta. Phải Victor anh ta. Kiểu mà ghép mấy cái xác của người chết tạo thành một cái chi đời mới đó. Cũng ở trong nghĩa trang là như thế này luôn nè. Cũng có con mèo đen luôn. Mèo. Không vô được nha. Thanh niên này nó thấy nguy hiểm lắm. Có khi là chuẩn bị hồi sinh người chết rồi đó. Phanh tên tên phải không? Cái con vịt này nó không sợ mình. Anh em nhìn ba con vịt với con chó là chắc anh em nhớ về cái game mà bắn súng trên cái màn hình TV á. Cái thời game băng có hình cái súng bắn vịt á. Cái này cái bãi biển à. Đây em thợ rèn đây. Biết rồi, hồi đó giới thiệu rồi mà. Tôi mà thợ rèn nguyên thoại. Giới thiệu được với 6 người rồi. Nhà em đây hả? Dơ keo. Ồ, nhà dơ kim. Tôi là dơ keo. Thị trấn này rất đáng yêu phải không? Tốt hơn trung tâm nhiều, tôi nói gì? Cảnh sát trưởng không? Đó, tôi làm việc ở văn phòng cảnh sát thôi. Mang thêm mang ít nách lại rồi cái văn phòng không? Đừng có nói với tôi về người anh em song sinh là để ghét. Thằng này hồi nãy mới tắm với mình mà. Ottoman C2. Ottoman không thích nhờ cái kim. Nên đâu đông khích thúc rồi.
Thanh niên này có nghĩa có thể là trông khá đơn thuần á. Cách nói chuyện thì kiểu như đơn thuần thiệt. Mình có là tiền của mình ở đâu? 650 rồi. Mua mấy cái này giải trí chưa? Chào Hanat. Hanat dễ thương quá. Trời, kêu mình bằng mật ngọt luôn. Không biết bạn rất là dễ thương. Bên này đồ xong. Thanh niên nào đây? Đi nè. Carpenter là cái gì? Biết bartender chứ không biết carpenter. Thợ mộc rồi. Ủa, đây có cái dịch chuyển thế nào? Sao nó miễn như bản đồ? Chỉ khả năng ở đâu dưới này cũng sẽ phải có một cái thôi. Tiếp tục đi dạo thôi. Nhà ai đây? Ồ, anh đi có con mèo mà đã à? Ủa nhà anh Xiao hả? Đúng kiểu châu Á luôn nè, anh em thấy không? Xiaomi á. Ừ, bàn thờ trong nhà có ba trái cam để lên đó thì có con mèo thần tài đây nữa nè. Chào Xiao. Đang đếm tiền á, đang uống trà hả? Đó, gia đình châu Á rất là đông con luôn. Cái tấm ảnh chụp cũng rất quen thuộc luôn. Nên nhìn thấy là nhận ra không? Ngồi chơi được không? Bánh kẹo trà nước kia đâu đem ra đẩy khách đi chứ. Không có tivi luôn. Có hai cái gương à. Bên đây cái bàn ăn với phòng bếp. Có chậu cây bonsai nữa chứ. Đúng là gốc châu Á thiệt. Ừ. Rồi xuống nhà Hanat đây. Ừ, đẹp chứ. Chủ nhà đâu rồi? Không ra chào đón khách gì đi. Mona Lisa nào. Không phải đồ riêng luôn. Đúng là con nhà tài phú nó khác. Ừ, ba bốn đôi giày nè. Cây nữa nè. Không ai có tivi máy tính điện thoại gì nữa. Méo. Kiếp. Có một cái thẻ của con mèo, trên cổ con mèo á, nó say là kiếp. Con mèo đi bên cạnh là Jaka, đừng có cho nó ăn. Địa điểm câu cá. Thôi về ngủ thôi, Phi ơi. Hôm nay đi cả ngày. Đi tắm hơi cái đầy đó ống là thể lực rồi luôn. Này còn mở cửa. Trời, chủ cửa hàng mà ăn nói kỳ vậy. Ừ, bạn là người đến từ cái mà thị trấn đó. Chào mừng đến với chỗ của tôi. Đó, nói chuyện khách hàng mới nói gì đó. Chuẩn bị đóng cửa rồi. Mua gì ghẻ ghẻ thôi. Nước ép táo à? Hay là súp nấm? Đi đi em gái, em gái. Mày giờ mấy anh em là Ma Tha. Ủa à, bây giờ là cái ông ngồi bên kia. Chào Ma Tha. Em này cũng tốt tính quá ha. Tội nghiệp không, thằng Đông nó ở ngoài nó không được vô trong nhà của mình. Gì đây, thanh niên này cầm cái gì trên vai vậy, giống cái kiếm quá vậy.
để coi ngày mai có cái gì không. Hôm nay mình trò chuyện với 10 người rồi, danh tiếng mình trong thị trấn là cũng nổi lên đó, đi đến tầng 1 tòa thị chính giờ lúc 8 giờ. Từ nay thì mất có 10 phút thôi. Tỷ lệ gớt càng ngày nó càng thấp ra hết vậy. Đến nãy giờ nó không gớt bao nhiêu nữa. Gớt cái thẻ ma tha kìa. Cũng lên có nhiều đó. Mà nó vậy. Đi đường đây qua gần hơn. Trời ơi, chủ nhật đóng cửa. Thôi đi về ngủ luôn. Này là cái gì? Đóng cửa vào thứ ba. Cái này cái gian hàng nãy mình chỉ cần kiếm vài trăm đồng là đủ, bán thuốc được thì chắc đủ tiền quá. Gì mà sơ sát vậy nè, liệu có da ke khổ vậy.
Nhìn kìa đây. Đóng cửa vào chủ nhật luôn. Đi, chồng người đẹp. Chồng người đẹp. Ủa, ở đây có trung tâm mà chơi game nữa hả? Đâu vậy em? Cái gì? Nhà của đẹp à? Ông cóc đẹp. Có nhà riêng trong đây luôn. Chú nhà cũng nổi đẹp đây. Nhìn sang chảnh phết á. Đúng là nhà của Hờ Gàng thiệt nè. Phượng Thương Bảo Kiếm nè. Ôi ơi, ông đẹp làm cướp biển à hả? Trời ơi, thanh niên này đúng là kiểu dép luôn. Chỗ cái thùng này à, đặt cái dạng máy tính vô nữa là đúng số dách luôn á, đúng bài luôn á. Nè, có đủ cái bộ nón cướp biển rồi luôn. Thậm chí cái áo này cũng giống cướp biển rồi nè. Đây có gì mới không? Gì đây? Lũ kè này là anh của con bé ở chạy có cái chỗ thợ mộc ấy vậy. Ôi, vợ chồng son mà chơi cái nhà hiện đại dữ thiệt. Có lầu 2 luôn. Ôi, đó giường của cặp tình nhân đây. Chiếc này gọi là cái ghế tình yêu nè. Thị trường có khác. Nhà giàu quá. Dân làng không ai bị bệnh á. Đúng là bất động sản trong tay thiệt. Dịch nó kêu nữa rồi. Rồi thứ hai là ngày đầu tuần, coi như là chúng ta ở cho ông đêm này một tuần rồi đó. Để coi ngày mai có gì mới không ngoài nghỉ. Hiện tại thì mới xong cái quét đầu tiên thôi, rất là cực khổ luôn. 6 giờ sáng thứ hai đi vào cờ. Không có gì mới hả? Đi đến tòa thi chính quên á. Cái nhà gì mà ba bốn chim bồ câu với anh luôn vậy? 25 vàng. Rồi chưa mở cửa nữa. Long rồi. Gái gái gái. Ăn nấm nè Long. Rồi bây giờ dân làng chào hỏi mình này. Đó. Có cua thì tôi sẽ cua em này. Nhìn rất là lực điền luôn. Thị trưởng gọi khỏi giới thiệu nữa. Trời ơi, giờ ông đi giới thiệu lại nữa chứ. Long, gọi Long qua hả? Ngồi ghế.
Ừ, còn 20 phút nữa lận. Gà lướt quét tới. Gãy 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 gãy. Đừng, từ từ đừng có chạy. Gue hả? Con gái của thị trưởng. Ủa sao nó ra đây vậy? Hết bệnh chưa mà chạy như lăng quăng vậy em? Gì đây? Bù tá hả? Này này xin à, đẹp kìa. Chờ hình như đẹp cướp biển. Giúp mình giúp ổng vào cái gói hàng hả? Cần ship vô thị trấn. Tôi đang tìm một người có thể là đưa cái gói hàng tốt hơn này. Sao mà đủ chuyện đa năng ở trên gì nè à? Thấy cái bảng ở đó không? Thấy, ok. Có tiền không? Ký tên của bạn ở đó, nếu bạn muốn giúp đỡ cái công việc này, mình sẽ trả tiền cho bạn thôi. Mình có thể nhận cái công việc bán thời gian bằng cách làm những cái việc bán thời gian ở đồn cảnh sát, ở nhà thờ hoặc là ở cái bưu điện này. Phát tam thì sẽ tốn mất 2 giờ, mình sẽ nhận được cái phần thưởng. Hợp lý. Đây lại là một cái mini game mà nơi mình có thể làm part time tại cái bưu điện này. Mini game. Thôi nét 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 đi. Đơn giản. Trung bình dây gửi cái 125 tiền á, cũng được. Ủa là đi bộ về hả? Ờ không, xét bên à. Hết rồi. Chào Xiaomi. Thôi, không có chơi với mấy đực. Bye bye. Hai cháu. Ăn gì đó. Cháu này cháu lâu ra hả? Gì gấp bận để trong cái show hả? Chúng ta có thể nói chuyện sao? Ôi cháu này là có tuổi rồi nha, chứ không phải là còn nhỏ. Vậy như bảo mẫu quá. Bây giờ mình lên nhà thờ nhận việc. Cái nhà thờ nằm đi thẳng lên qua cầu. Chơi thử cái mini game coi nó làm sao đã. Ý, đây có điểm dịch chuyển nữa. Trời đúng là anh cảnh có khác. Sáng sớm tập gym. 11 giờ trưa chứ, 11 giờ trưa ra đường tập gym. Ủa, nhầm nhà, sao ghi? Chào Sơ, Sơ ở đây một mình à? Sơ đang say cà phê hả? Hello đấy, chào thằng ấy. Ok, để con giúp Sơ. Đang làm cái máy nghiền, nghiền cái gì đó, nghiền thuốc hả? Rồi giúp một tay luôn. Ok. Rồi, có gì Sơ cứ nói. Đây. Cơ thể này Sơ muốn làm gì cũng được. Đợi tiếp tục là cái mini game. Đừng có nói giống nãy nha. Nghiền 10 phát à. Trời giả bàn phím cơ luôn rồi. Trời quay như quay tay gì. Đơn giản. Vô thư viện giúp Sơ quay tay. Cái này là quay tay đúng nghĩa đen nha. Không có phải gì bậy bạ à. Anh em nhìn kỹ đi. Ủa?
Xong nó kêu mình đi đến thị trấn làm gì nữa. Hồi nãy chưa làm xong hả? Chết rồi, 15 giờ, 14 giờ 30 rồi. Từ đừng đóng cửa anh ơi. 14:50 còn vài giây nữa, nhanh. Rồi vừa kịp luôn. Mấy ông này quan liêu hết. Hóa ra cái này nó tính là tầng trệt xong mới tới tầng 1. Ở miền Nam với miền Bắc của mình cũng hay mà khác biệt cái này nhiều. Một số thì kêu là tầng 1, tầng 2, 3 lên luôn. Còn một số kêu tầng trệt thì mới lên tầng 1. Yeah, bây giờ chúng ta thảo luận một cái vấn đề quan trọng. Trong quá khứ đã có một cái tai nạn liên quan đến là cái dược sư này. Hèn gì người dân trong cái thị trấn này rất là không thích mà dược sư luôn. Sau đó thì cái mình Bugi này đã cấm cái dược sư này đến thị trấn. Hèn gì ở cái ông Mã Tiếu hồi nãy là cũng ghét mình rất là nhiều đó. Đó, nhắc lại Mã Tiếu rồi đó. Trong game thì vậy thôi chứ ngoài đời thì người ta kêu mình bằng là thầy lang á, là chữa bệnh mà bậy bạ nhân gian là bậy bạ. Sau mọi thứ xảy ra thì cái dân làng này vẫn không cần một sư nữa, nhưng mà cho đến một ngày thì que bắt đầu đổ bệnh. Mã Thiếu thì đã rất vất vả thử nhiều cách nhưng mà nó đều không có hiệu quả. Và cuối cùng thì tôi đã nhận ra vấn đề là không phải là không thể giải quyết vấn đề cá nhân của tôi. Cuối cùng thì vẫn cần đến mình thôi. Rồi ở đây nâng cái niềm tin của dân chúng lên, muốn đưa cái này cho mình, cái chìa khóa nhà phải không, hay là cái biên bản, cái văn bản gì nó được gọi là cái huy hiệu chấp thuận. Tôi cho bạn cái quyền hành quản lý ở cái hòn đảo, cái mà cái gì, cái quyền để khám phá hòn đảo này, thu nhập bất kỳ cái nguyên liệu nào mình cần. Một lần nữa xin lỗi. Chữa trị thành công cho Gue là cái bằng chứng bạn là một cái nhà dược sư thực thụ luôn. Rồi, nói chung là cho cái quyền chương thôi, không có nhà báo phóng viên gì đến chụp ảnh phỏng vấn à. Xong đây cái bát ghét đầu tiên. Cái bát ghét này thì chứng minh cho mình đã trở thành một cái thừa nhà dược sư thực thụ. Với cái bát ghét này mình có thể đi vào những cái khu mà bị hạn chế để tìm kiếm những cái nguyên liệu mà mình cần thiết. Chỉ có những người mà có cái bát ghét này. Ôi, ổng đi rồi kìa. Mở cái gương được không? Tôi nhìn mấy cái gương này ngứa mắt lắm. Đúng 5 giờ là đi về hết rồi. Là sao ông đi cầu thang bển đâu? Không đi cầu thang bên đây. Elena, chúng ta nói chuyện tí đi. Đó, lên tim. Bye bye em. Tôi phái này nè. Giống như là đang cầm ba lá bài kìa. Giống đi lơi á. Hồi nãy là mình giúp việc ở đâu ta? À, hình như là còn cái đồn cảnh sát. Chào cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng thì da màu, còn thư ký là người châu Á. Anh em thấy con game này nó đầy đủ màu da sắc tộc không? Rảnh không? Tôi cần một cái người trợ giúp ở đây. Thấy cái bảng đằng kia chứ? Rồi để đi làm cu li thôi. Một ngày mình đi làm cu li 3 chỗ thì kiếm chắc được khoảng là 400 tiền. Cái quay tay này dễ nhất.
sắp xếp 20 cái bình mực in. Xếp sao? Ê, làm bậy rồi. Não nó bị đơn tí, anh em thông cảm. Rồi xong việc là về đây. Bye bye ông. Đáng lẽ nên vào rừng chặt cây nữa mà 6 giờ tối rồi. Thử đi ngủ rồi. Ngày mai có gì không? Không biết chừng nào mới mở được cái hiệu thuốc nữa. Ngày mai không có gì thì chúng ta ngừng game tại đây. Chuyện này rất là thú vị. Có thời gian thì đương nhiên sẽ chơi tiếp rồi. Đó, có cái gì xảy ra rồi. Đây có bệnh nhân đầu tiên của chúng ta phải không? Bệnh nhân thứ hai chứ. Chào nay xin nợ. Xây, ổng muốn xây dựng lại cái chỗ này mới mẻ hơn hả? Đó thì có tiền không? Gainer thì sẽ giúp mình trang trí một số cái vật dụng trong cái nhà này. Cái gì đó? À, mỗi lần cái tiếng kêu đó chắc là có khách. Bạn nghe cái âm thanh ở phía trên đó, trông nó rất rõ ràng nhé. Đó, khi mình có bệnh nhân mới thì cái tiếng đó, nó kêu ba ba lên. Thanh niên đó sao quạo quọ gì gây nghe vậy? Thanh niên này cũng có vẻ là không hảo cảm với mình cho mấy. Rồi ông đi thông báo cho dân làng giùm đi. Tôi tin tưởng bạn, đừng để tôi thất vọng nếu bạn thất bại. Bye bye. Đó, mở được cái bệnh chậm xá rồi. Những người dân bị bệnh thì sẽ đến mua cái thuốc ở cái mà chậm xá này một cách tự động. Mình có thể nhận được cái thông báo tiếng kèn kêu vào mỗi buổi sáng. Mình có thể upgrade cái chậm xá của mình bằng cách ở cái công ty xây dựng này. Bởi cái upgrade thì sẽ phục vụ tốt hơn cho cái bệnh nhân của mình. Đây, có bạn làm việc rồi. Ok. Trời ơi, có cái bản test mà cận thị với mà cái bộ xương bên đó nữa kìa. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này thì rất là thú vị nha. Hôm nay chơi đến đây thôi. Có ship game không? Ship game đâu vậy? Chip game chỗ nào? Bây giờ chắc mình qua được mấy cái khu bên này à. Ủa, nhà mã thiếu ở đây đó à? Sau này xuống cái vùng này nữa là tôi đón còn khoảng 2-3 vùng nữa, 3-4 vùng nữa. Chắc cái khu này xong rồi mới lên cái khu này kia. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này rất hay, bữa nào có thời gian thì chơi tiếp.